Đây đây, đi Cancun Mexico chơi. Không tắt đèn. Coi nè, ý kiến nè, ý kiến. Cái gì? Bây giờ đang tác nghiệp nữa chứ, đi chơi còn tác nghiệp nữa. Quay đồng kỷ niệm gia đình đó. Đây. Rồi chưa lên đường. Đi heo bớt về để chút chút này tay tua mà hết xe con Luna đó. Bây giờ trên đường tới sân bay nè, có xe quá trời nè, xe bay đi á, gửi xe đây rồi đi chơi về đi mấy ngày rồi gửi xe. Ở sân bay này. Mới vừa qua chỗ kiểm tra an ninh rồi, bây giờ ngồi đợi ba người nữa, nên mọi người ngồi tám. Chị cho hỏi chị có muốn lên YouTube không? Hỏi chị có một cái trang riêng của chị này. Dân chơi cái gì cũng có hết á. Có vậy. B6. Mình đi lại cái chỗ mình ngồi đi, có gì ăn. Đó là đi mấy rồi? Cái này đi 2 rồi. Đi mua đồ rồi. I'm sorry.
cái nhân chờ rồi. Nó ghé vô nó mua cái gì pretzel nè. Đã bấm rồi. Bấm đâu con mới bấm. Ủa, bấm cái đinh đi. Con mới bấm. Bấm cái đinh. Quay ở ngoài máy bay luôn. Nhớ quay cái người ngồi ăn nữa nha. Con gì nó đỏ phía bên đây nữa nè. Nè quay cái người ngồi ăn nè. Chị thấy ăn từ từ chị thấy. Đấy, ăn từ từ nha. Ăn từ từ. Ăn cho đẹp nha, mọi người đang nhìn chị ăn đó. Ok. Được. Áp lực quá hả chị thấy? Ăn mà áp lực quá. Thì giờ có người yếu chứ tối là không ai chọc mình hết trơn. Ủa mấy giờ cho mình lên lên mọi người chuẩn bị nha, chuẩn bị ăn đẹp đẹp nha con quay phim. Nó giỡn quay phim mà nói anh ơi chuẩn bị Hiếu quay phim giỡn ai chứ sợ nè. Mọi người chuẩn bị Hiếu đang quay phim đó. Chứ nhớ mẹ cho rõ cho Hiếu xong gửi cho anh Tú nha. Nè nói lại cho gửi cho anh Tú nè, quay mặt chị đẹp đẹp gửi cho anh Tú coi nó nhớ chị. Ờ, chứ mình đi mua đường chấm. Mua đường chấm vô ăn. Chúc ở trong bài này. Một nửa sao sao. Bắt đầu đi lên máy bay. Mọi người đang lên máy bay nè. Mọi người đi xuống. Rồi. Rồi. Quay đi thôi. YouTuber. Đúng rồi, chú con đây nè, nhớ quay con nha chú. Lên trước đây. Có nhiều YouTuber. Đi lên máy bay. Nói một là phải lên đứa hai là không cho luôn đó. Trời ơi, máy bay sao quét, ở ngoài trời đang mưa. Lên máy bay ngồi rồi. Chân chuẩn bị bay gì vậy? Nè, cái này là cái bàn để anh ăn. Để đồ ăn ăn. Cái này là sắp để mà hướng dẫn thoát hiểm khỏi máy bay khi gặp sự cố. Nhìn ai dữ vậy con?
ghê vậy tí. Máy bay đã hạ cánh rồi, bây giờ chuẩn bị xuống. Đào Việt Kiều hả? Mình thử làm quá à. Cái đó Việt Kiều là mấy vậy đó. Nè, nè, bắt tay coi. Yêu Việt Kiều bắt tay. Có ai quay bà chưa? Có tiền chưa? Sao vậy?
nhanh lên. Ngon không? Xuống dưới nè. Đây đang đợi, mọi người đang đợi xếp hàng lấy hành lý. Đông quá trời đông luôn. Số 7, xuống số 7. Ủa số 7 đây hả, đông quá vậy ta? Mà tóc đỏ mà khách không hiểu á. Đây là bà khách của tiệm. Đang chờ lấy ở cái số bảy em chờ lấy hành lý. Quay dạ, cho con quay cho. Đây là thành phần Mr. Hà. Mr. Hà đưa mặt lên, Mr. Hà. Mấy khi mới đưa mặt lên giống em đó. Cười lên. Để lên đi cho em vàng sáng chấu. Mr. Tuyết. Do thơm, cười con C2 đồng hoàng. Rõ gì? Con đây là Miss Hiếu. Còn cái này là mẹ của Miss Hiếu. Hình như chung phải không? Hình như chung á. Thấy quay quá. Con hả? Không phải. Chú quay con hả? Dạ để con làm đẹp cho chú quay con. Ba cái đầu tiên đó này. Vali của Bất ra đầu tiên kìa. Ông đó ông lấy lộn à, cái này của mình nè à. Cái này của mình luôn rồi. À của mình nè à. Cái đen nè à. Cái đen của mình hả? À cái đen của mình nè à. Cái đen của mình á. Rồi của mình để lấy giùm hết à. Ồ màu hồng của có tôi thùng mình ra em có thấy cái này tôi của mày nè Phúc. Ừ đúng rồi. Sao thích màu hồng không biết sự dễ nhớ. Bỏ thêm gì vô sao nặng với trời. Cái này màu tím chứ màu hồng như vậy. Màu tím qua sim. Cái này biết giới tính của nó rồi nha chú. Màu tím đó. Tím đó của mình hả? Cái hàng mình đi ăn được không? Quay nè đó, tới rồi. Tới rồi, đây xe bus này là chở mình nè, 8:19. Rồi lên xe đi. Quên con quay ba nè. Quay má, ba quay con. Rồi. Nào, rồi. Thank you.
chơi. Em phải ngồi chơi mà. Dạ hả? Ở bên đây có ai ngồi không ta? Mình lên chơi mình ngồi. Nó có ai ngồi. Thì lên trên đi. Ngồi trước đi, lát mình xuống trước. Lên trên ngồi tác nghiệp đi. Quay đường xe chạy mới xuống trên ngồi tác. Ba lên trước ngồi đi, có gì ba quay, ba má lên trước. Ủa con qua ly có ai mà có cái thùng rác nữa đâu à. Dạ có người chạy xe ông chạy xe ông lên cái gì đó đúng rồi so when trunk right here this is for two this is the voucher for the return transportation okay part one Yes, this is for two as well. Okay. Phát thẻ dạng trưa. This is for Xe bus. Karen, you know Karen? Karen. Karen, you know Karen? No. Maybe this no. is not part of the party board. No. No. And we got another on the when Wang Min is with you. Yeah, right here. Just I have a question actually, because. I got a hotel name for Gwen Gran Oasis Cancun, and I got another hotel for them. Going to different hotels or going to the same one? Same. Because I got here the Sands Cancun. That is another hotel. You got the voucher for the hotel? Could you show me? Mira, aquí no se cagalo porque. Entre este grupo de Oasis Cancún, me dijeron que todos van a Oasis Cancún, pero están estos que te dicen que van a Oasis Cancún. Entonces no voy a pedir su voucher de hotel, a lo mejor y reservaron más.
Bây giờ em muốn lên nhưng mà bây giờ không có tiền nữa đâu. Giờ đây nếu mà nó mất phòng thì mình không có trên bút kinh. Ở bên đồ hết phòng thì kia nó cho ghép vô. Trả tiền ăn thôi. Nói việc gì cái lúc tao đi như vậy rồi. Đấy thì chị với chạy nói nhờ. Để thôi. Hôm bữa đi qua bên ra chỗ họ cái thằng sửa xe. Coi đi du lịch kìa. À, đi du lịch Mexico là đã không? Mexico rồi đó. Bà xui nè. Mọi người đã đăng ký phòng rồi. Bây giờ ngồi đợi lấy chìa khóa. Đi lên phòng nè. Đi lên phòng dẹp đồ xong rồi đi ăn. Oh yeah! Wow, đẹp quá nè. Đó, Cancun, Mexico. Nhìn con cá kìa. Oh, con cá nè. Wow, con cá này bự quá hả? Cá bự dễ sợ luôn kìa. Wow. Take one. Wow. Không biết má mi nói chuyện con mà ông ngồi đó sẵn ông cười luôn á, ông cười ké. Cái gì? Trái dừa đúng không? Đó, đi xứ con đó. Ồ, con công hả? Ồ, cái này có một bên nè tí. Mình xuống hành bơi được đó hả? Ồ, đây nè. Đẹp chưa? Mọi người đang bơi.
Rồi, lên thay đồ, đi tắm biển, đi ăn.